À, chiếc xe này là xe mình lên hả? Là từ City lên hả? À, là mình lên về tổng cộng là hết bao nhiêu tiền? Là cái tiền lên chiếc xe không 16 triệu. Thay hết. Thay hết luôn mà là chưa tính chiếc xe. Vào cái thời điểm mà chiếc xe chưa lên thì nó là trị giá khoảng bao nhiêu tiền? Chiếc xe chị chưa lên trị giá nó 11 triệu, 12 triệu. 11, 12 triệu. Mà bây giờ mình cộng thêm là 16 triệu nữa, tính ra là Ba mấy 27 mấy triệu. hai mươi mấy gần 30. 27 triệu. Ừ, là như vậy chiếc xe này nội mà lên không là 27 triệu. Mà lên gì mà dữ vậy mà tới 27 triệu như vậy? Ví dụ đèn nó rin không? Đèn nó rin không? Rin Hả? giá, rin giá Là rin của Superim hả? quên đầu đèn của bên pha sao á, Super pha em biết mà được trước rồi. Superim là mấy cái kia, còn mấy cái áo đồ nó rin hết hả? Rin hết luôn á, Super hết luôn á, À, xi nhan các thứ luôn. rồi cái màu đỏ này là sao, là mình sơn lại Màu đỏ là mình đi sơn lại màu đỏ thôi, của nó là Super màu màu nho. à, mình mua bộ áo Super màu nho rồi mình sơn. Sơn Như lại. xe này là mình làm ở đâu, Làm bạn ở Sài Gòn hay ở đây? sơn ở Sài Gòn hết. À, sơn là mang lên Sài Gòn sơn, Về đi ráp thôi. Mà làm về đây. ráp thôi. À, mang Sài Gòn sơn. Ở Long Khánh này không có chỗ để mình sơn cho ngon à? Không có được đẹp vậy. Có thằng Giáp ngoài này nó sơn cũng không thua gì Sài Gòn. Thằng Giáp. Em đi người ta cũng nhìn cho biết rồi. À. Người ta mấy người Long Khánh nó nhìn cho nó, nói xe này sơn không có được màu ở đây không được. À vậy hả? Như cái tính cái tiền sơn này, chiếc xe này sơn hết khoảng bao nhiêu tiền? Không biết em không hỏi mà em làm tổng cộng nó, cái À. đơn của nó là hết 16 triệu thôi. À, em tổng cộng hết 16 triệu. Là City mà lên y Superim luôn ha. Đồ gắt trên đồ Superim hết á. Nắp này nắp Superim nè, nắp nắp này Superim nè. Đồ gác chân Superim. Cuộc Đã, Superim luôn. đang bị hở phốt nhớt cốt máy nè. Cuộc đồ Superim luôn. À. Yên luôn. À, còn thiếu nữa. Mấy anh tem dán cái năm sản xuất đồ nữa là nhìn nhái y chang luôn. Lên rồi chạy ra đường người ta nhìn vô người ta nói Superim hay người ta nói Người là ta kêu mua liền. à, đòi mua hả? Mấy đại gia mua liền. À, mua bao nhiêu? 20. 20 triệu hả? Thôi nói giá nó mua 20. À, sao mấy đại gia ngu ta? À quên, sao mấy đại gia mua kỳ vậy ta? Nó nhìn vô nó mua liền. À vậy hả? Trong tới ông bây giờ những người sẽ tập luyện À. nó không thích đi với tay ga, Đó. nó không thích đi xe mà là chính nhà có điện thoại rồi nó không thích nữa, tay ga nó khó rồi. Cái niền cũng lên niền Gucci đàng hoàng ha, mình đang quay ban đêm thành thử Niền ra chính là xe hết không á. không có rõ niền Gucci đồ đàng hoàng Niền y mới lắm, chang niền đầm mới luôn á. nó lên cái xe này mà bình thường thì đâu có ai biết được à. Ủa, nồng thấy luôn à, Cầm đồ xếp ba đêm á, cầm dây điện mà luôn, thấy luôn á. nồng thấy luôn à. Nồng, đang đến đầu nồng không có tính á. Cái máy City Máy không đụng thì tới. nó đâu phải đầu nồng này Này đầu nồng quên bao không đụng tới á. à Nguyên cục quanh ta gắn vô 5 triệu đó. à mua nguyên máy quen pha gắn vô luôn. Nguyên cái cục. À, nguyên cục máy quen pha 5 triệu. Cái 5 triệu đó cục rời đó, tính tiền rời đó. À, Tính ra nó là hàng máy. bộ Bộ xe đi luôn. Honda tiếp nè, Bộ đó triệu mấy á. SCM nè. Ừ, công nhận nó lên cái xe nó đẹp ha, nó không khác một chút luôn. Bộ tem zin không? À, tem zin theo xe luôn hả? À, tem zin luôn hả? Tem riêng đó mà bạn như em để đi thôi chứ cũng chẳng đi đâu. Rồi toàn bộ là mình xi lại hết luôn. Ốc hả? Ở đây mấy này xi mới con hết nè. Công nhận Sài Gòn nó Đồng Nai với Sài Gòn lên con xe nhìn phải nói là nhìn tuyệt đẹp ha. Đúng không? Đi Tết vẫn được. Đùng điếc đồ nè, y chang luôn Superim. Xe này giờ thấy mấy đại gia đi rẫy nhiều lắm. Vậy chứ bây giờ xe này mà đi lên Sài Gòn nha, nói xin lỗi nha. Bây giờ không biết chiếc xe bao nhiêu triệu, 100 triệu hay bao nhiêu triệu không cần biết. Chứ lên Sài Gòn mình chạy chiếc tay ga độ người ta lại thích, người ta tôn trọng mình hơn. Mà Đúng mình rồi. chạy mấy cái xe rim, xe riếng Bây rồi. giờ đi Long Khánh luôn, mấy người nó nói xe này tôn trọng, không cho ra nó không tốt rồi. Hả? Bây giờ đi anh đi ra mấy quán ngồi Long Khánh luôn. Rồi sao? Nó mua cái nó coi liền luôn. À. Nó thấy đẹp quá hả? Nó nói đẹp. Nó nói lạ lạ đẹp, nó thích cái kiểu vậy á. À vậy hả? Nhẹ vừa hợp. À. Bán đi chứ để mai mốt. Nó nói là đi làm kiện thôi, anh không cần để mau chạy mau. Quá xin tiền mình hết. Đó, cái này nè. Ừ.
cho nên em không đâu muốn đi đâu, em để em nhà giao lưu là em sẽ đi vòng vòng vậy đó. Ở Sài không, ý là nói ở Sài Gòn á, mình chạy chiếc xe này vô á, nó coi mình như thằng xe ôm, mà mình chạy chiếc tay ga đồ này nọ là tôn trọng, à, nó trân trọng mình, vô là coi như khác, còn mình chạy chiếc xe này là nó coi không có, nó coi bình thường lắm, không có ra gì đâu, tại vì mình chạy thử rồi. Không. Ý là vậy. Có gì mai đi tao điện cho.